Xin chào mọi người. Hôm nay mình gặp con xe Vision này là bị kẹt ga không nha. Đầu tiên mình muốn chuẩn đoán là bị kẹt ga ở đâu thì mình tháo cốp xe ra và mình tháo con ốc 10 này. Yến tháo ốc 10 này ra, Yến này. Tháo ốc 10 này ra. Tiếp theo tháo ốc 12 này ra. Cả lên 12 vặn. Vân ra bằng bên này. Nới nọc ra. Sau đó nhấc cái này ra. Nhấc kéo cái này ra. Đây. Đấy. Xong. Nuồn lên máy trên này. Nuồn lên máy trên này này. Xong chúng ta đẩy cái này ra này. Đây này. Nguyên nhân kẹt là ở hai trạng thái, một là ở bướm ga, hai là ở dây ga. Nhưng mà mình muốn biết là kẹt ở bướm ga hay dây ga thì mình tháo ra. Thì mình kéo thử cái này hết kịch mà nó vẫn nhả tạch tạch cái này thì chuẩn đoán là ở dây ga. Thì dòng Vision này loại hai dây ga này thì nó hay bị kẹt ở dây ga, thì mình bỏ bớt một dây. Đến tháo gương thì tháo mặt nạ như đầu thôi. Mặt nạ có 4 ốc. Một ốc bên này và một ốc bên này. Đây vợ quay đi chồng phát nào. Hai ốc hai bên và hai ốc ở dưới chốt. Hai ốc này là hai ốc văn, còn ở dưới mặt nạ kia là hai ốc còn chốt ấn. Chị chứ mấy cái này dặn mệt quá. Con gì á? Hay cho thêm tí xăng nữa anh ạ? À, đây là do dặn. Vâng. Dặn mai nó đắng rồi. Vâng, thì phải kịp thêm con xăng. Hay nó ít quá. Nó nhiều sao vậy? Nó sắc như thế. Kéo kéo chờ.
đâu các bạn này bắt chim chưa? Sau đó chúng ta có hai chốt hai bên, quay ra đây này, sát đây này. Như bên này là đã bị gãy mất một chốt rồi này. Còn bên này, quay sang bên này, gãy mất nhựa. Còn bên này có một chốt này. Mặt nạ này là nó có bốn chốt nhưng mà bốn ốc nhưng mà có hai chốt hai ốc. Nhưng mà đây bên này gãy mất một chốt. Chúng ta tháo thì chúng ta cầm cái này này. Đó, hơi này này hai cái này này mặt nạ này nó dơ ra rồi thì mình kéo đằng trước là nó ra. Hết một ốc từ đầu rồi. Tháo nhựa đầu là nó có bốn ốc, hai ốc hai sườn và hai ốc hai mép dưới. Nhựa đầu là chúng ta cầm cái này. Đấy, cầm một ốc. Ốc chưa tháo à? Tháo hai ốc rồi. Rồi, quay ra đây để thành cái nãy ở đây. Đây này, chúng ta muốn tháo nhựa đầu thì có một cái lẫy ở đây này. Quay vào đây, quay lên trên chỗ này này, cũng mũi này.